Khoảnh khắc Kobbie Mainoo xoay người dứt điểm đưa bóng vào góc cao khung thành của Kelleher, giống Federico Makeda ngày nào. Có lẽ rất nhiều các cổ động viên Quỷ Đỏ đã có thêm niềm tin rằng kịch bản tại tứ kết FA Cup gần một tháng trước sẽ lặp lại với đội bóng con cưng của họ, dù rằng Man United đã chơi cực kỳ tệ hại trong suốt 45 phút của hiệp 1. Đó cũng là khoảnh khắc rất nhiều người hâm mộ của Liverpool trở nên giận dữ bởi cầu thủ trên sân liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước đó và phải nhận hai bàn thua liên tiếp. Nhưng rồi sau cùng, sau gần 100 phút thi đấu tại Old Trafford, không đội bóng nào được hưởng niềm vui chiến thắng mà chỉ còn lại sự tiếc nuối ở những người hâm mộ hai bên. Super Sunday luôn là ngày được cả thế giới chú ý tới, khi mà đó sẽ là nơi hội tụ của thứ bóng đá đỉnh cao nhất, hấp dẫn nhất, xứ sở sương mù. Ngày hôm qua có lẽ cũng chẳng phải là ngoại lệ, khi đây là một trận derby nước Anh. Cả Man United và Liverpool đã cống hiến cho các khán giả một trận cầu mãn nhãn trong gần 100 phút thi đấu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bàn thắng gỡ hòa trên chấm penalty của Mohamed Salah đã khiến cổ động viên Quỷ Đỏ không thể ăn mừng chiến thắng giống như 3 tuần về trước. Tuy nhiên, cao thủ Man United cũng đã thể hiện những gì mà Ten Hag mong muốn trước đại kình địch Liverpool. Chúng tôi cần tiến lên phía trước và đưa ra quyết định tốt hơn trong trận đấu. Toàn đội phải chơi với chất lượng chuyên môn cao nhất. Chúng tôi có đủ khả năng để giành chiến thắng trước những đội bóng mạnh nhất ở Premier League. Cao thủ có đủ năng lượng nhưng cũng cần phải giận dữ và thịnh nộ để phát huy tối đa nguồn năng lượng đó. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, không phải lúc nào kết quả cũng như chúng ta mong muốn. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đang đi đúng hướng và chúng tôi sẽ đến được nơi mà mình mong muốn. Đó là những chia sẻ của chiến lược gia người Hà Lan trong bối cảnh Man United đang nhận rất nhiều sự chỉ trích sau những kết quả bết bát thời gian vừa qua. Trong mọi hoàn cảnh thì việc lạc quan luôn mang tới những tác động tích cực đối với tinh thần của mỗi người. Đó cũng là chất xúc tác quan trọng để có thể giúp cho mọi công việc trở nên suôn sẻ hơn. Nhưng thành thật mà nói, để có thể lạc quan được như Erik Ten Hag vào lúc này thì sẽ là một điều rất khó. Giống như Ten Hag chia sẻ, không phải lúc nào kết quả cũng như mong muốn. Man United đã có liền hai bàn thắng để dẫn trước Liverpool, nhưng cuối cùng vẫn không thể có được 3 điểm trọn vẹn. Tiền vệ Kobbie Mainoo đã bày tỏ sự thất vọng của mình trên Sky Sports sau trận đấu khi đội nhà không thể giành chiến thắng. Thật bực bội, chúng tôi cảm thấy lẽ ra chúng tôi phải là đội giành chiến thắng ở trận đấu này. Dù tôi đã có bàn thắng đầu tiên tại Old Trafford, nhưng chúng tôi vẫn không thể có được chiến thắng, nên tôi cảm thấy không vui lắm. Những sai lầm ngoài hay trong vòng cấm, chúng tôi đều phải giải quyết triệt để điều này. Chúng tôi đã có một hiệp 1 rất khó khăn. Liverpool là một đội bóng tuyệt vời. Thành thật mà nói thì tôi khá thất vọng. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 2 và lẽ ra chúng tôi đã thắng nếu như không mắc những sai lầm đó. Cựu danh thủ Clinton Morrison cũng đã dành lời khen tới Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes khi mang về hai bàn thắng cho Man United. Ông cũng nhận định rằng Wan-Bissaka đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà phải trả giá. Kobbie Mainoo đã chứng tỏ khả năng của cậu ấy trên bản đồ bóng đá thế giới. Cậu ấy chơi thật sự điềm tĩnh. Mainoo cùng Bruno đã mang về lợi thế cho Man United. Chúng tôi đã nhìn ra Wan-Bissaka định làm gì ở khoảnh khắc đó, nhưng thật sự đó là một pha bóng sai lầm đến từ tư duy và khả năng của cậu ta. Một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Erik Ten Hag cũng cho thấy sự tiếc nuối của mình khi đội bóng của ông không thể giành trọn vẹn 3 điểm, đồng thời chia sẻ Man United vẫn có những điểm sáng trong lối chơi hiện tại. Tôi thật sự khá thất vọng về trận hòa này. Chúng tôi đã đánh rơi 7 điểm trong một tuần, dù chúng tôi đã vươn lên dẫn trước. Nhưng chúng tôi chỉ có thể trách chính mình vì mắc phải những sai lầm khá ngu ngốc. Tuy vậy, tôi vẫn tự hào với cầu thủ của mình ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy chúng tôi đang tiến bộ như thế nào và tiềm năng ở đội bóng này thật sự đáng kinh ngạc. Tôi tự hào về điều đó. Chiến lược gia người Hà Lan cũng dành lời khen dành cho trung vệ Willy Kamwala khi cầu thủ này đã có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn trong lần thứ hai đá chính cho Manchester United. Cậu ấy đã tập luyện với chúng tôi một thời gian và tiến bộ rất tốt. Cậu ấy là tương lai của đội bóng này và cậu ấy đang thể hiện rất xuất sắc. Thử thách đối với cậu ấy là cản phá bóng một cách nhất quán giống như ngày hôm nay vậy. Cậu ấy đã có cơ hội ngày hôm nay và chúng tôi đã có những lựa chọn khác như đưa Casemiro và đá trung vệ. Nhưng hôm nay cậu ấy xứng đáng và đã thể hiện điều đó ở trên sân. Sau mỗi trận đấu của Man United, người hâm mộ trên khắp thế giới chắc chắn sẽ lại mong chờ phản ứng của các chuyên gia, nhất là những cựu danh thủ trên những chương trình truyền hình nổi tiếng của xứ sở sương mù. Huyền thoại của Quỷ Đỏ Gary Neville tỏ ra bực tức với các tiền vệ của Man United trong hiệp 1 đầy khó khăn trước Liverpool. Ông đã phải thốt lên trong buổi bình luận: "Thật dễ dàng khi thi đấu với hàng tiền vệ của Man United. Casemiro và Mainoo đều đang bị dồn ép. Họ không làm được những điều cơ bản. Hãy nhìn xem Mainoo đang ở đâu. Sao cậu ấy lại thực hiện quả ném biên? Cậu ấy là tiền vệ trung tâm cơ mà.
Còn Bruno Fernandes, cậu ấy liên tục lùi về phòng ngự. Man United đang thi đấu bất chấp logic khi đó chỉ là những điều cơ bản trong bóng đá. Trong khi đó, biểu tượng một thời của Man United, Roy Keane cũng không ấn tượng với quỷ đỏ trong hiệp 1. Ông nói với Sky Sports, Liverpool kiểm soát thế trận, thống trị trận đấu. Lẽ ra họ phải dẫn trước 2 hoặc 3 bàn. Man United chỉ chơi ở mức trung bình trong mọi khía cạnh của trận đấu. Lối chơi tổng thể chưa thực sự tốt. Ngoài những cuộc đối đầu khốc liệt giữa cao thủ ở trên sân, những cổ động viên của Man United còn thắc mắc tại sao thủ thành Andre Onana lại bôi một thứ bột trắng lên găng tay trước những pha bóng cố định của Liverpool. Một người dùng trên X đã viết tại sao Onana lại bôi Vaseline vào tay của mình. Một khán giả khác cũng bày tỏ liệu Vaseline có tác dụng gì trên găng tay thủ môn không, vì tại sao Onana lại lấy ra cả một bồn tắm. Sau đó, theo giải thích của Globolo trên X, Vaseline đôi khi được thủ môn sử dụng trong điều kiện ẩm ướt, khiến lòng bàn tay đeo găng có độ bám cực kỳ cao. Không chỉ riêng phía Man United có quyền tiếc nuối, Liverpool cũng hoàn toàn có thể tự trách mình khi không thể có được 3 điểm trọn vẹn tại Old Trafford để giữ vững ngôi đầu bảng của mình sau vòng 32. Jurgen Klopp cũng bày tỏ sự tiếc nuối về kết quả hòa, đồng thời dành những sự tôn trọng cho Man United. Họ đã thể hiện sự quyết tâm đến bất ngờ trong hiệp 2, đối đầu với chúng tôi thêm một lần nữa trong mùa giải này. Họ đã tạo ra sự khác biệt so với chính họ lúc trước. Lẽ ra chúng tôi phải thắng trận đấu, điều đó rõ ràng. Đáng lẽ chúng tôi phải có những bàn thắng khác trong hiệp 1. Tuy nhiên bóng đá là vậy, không thể đoán trước được. Đây là trận đấu trên sân khách, đối đầu với Manchester United. Tôi nghĩ đối với chúng tôi, khi thi đấu tại đây đặc biệt hơn tất cả các đội bóng khác. Không chỉ vậy, chiến lược gia người Đức còn nhắc tới Arsenal, một trong hai đối thủ của Liverpool trong cuộc đua vô địch lúc này. Arsenal là một đội bóng mạnh. Nếu Man United chơi như hôm nay, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Tôi chắc chắn 100% về điều đó. Đội trưởng của Liverpool Virgil van Dijk cũng bày tỏ sự thất vọng khi đội bóng của anh không thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Tôi có cảm giác đây là một trận thua với chúng tôi vậy. Chúng tôi đã mắc những sai lầm và phải trả giá. Các cổ động viên The Kop cũng không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà trước Man United. Họ bày tỏ sự thất vọng của mình trên mạng xã hội. Salah và Nunes đã chơi tệ hại ở trận đấu này. Tôi phải nói rằng tôi thật sự nhớ Mane và Bobby Firmino. Sau gần 100 phút thi đấu tại Old Trafford, những người vui mừng nhất chắc chắn không phải là cổ động viên của Man United hay Liverpool, mà chính là các cổ động viên của Arsenal và Man City. Với việc Liverpool chỉ có được một điểm, Arsenal đã chính thức vươn lên ngôi đầu bảng sau khi vòng 32 kết thúc. Pháo thủ có cùng số điểm 71 với The Kop nhưng xếp trên vì hơn hiệu số phụ. Trong khi đó, Man City cũng chỉ còn kém Liverpool vỏn vẹn một điểm trong bối cảnh mùa giải còn lại 7 vòng đấu nữa là kết thúc. Hẳn cổ động viên của hai đội bóng này đã rất thất vọng với những gì Man United đã thể hiện trong suốt hiệp 1. Nhưng cuối cùng họ vẫn phải dành lời khen cho quỷ đỏ khi kết thúc trận đấu bởi đã cầm hòa thành công câu lạc bộ Liverpool. Cục diện ở cuộc đua tam mã đến ngôi vô địch lúc này vẫn là rất khó lường khi khoảng cách giữa ba đội chỉ là một điểm mong manh. Chính vì vậy chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được chứng kiến những kịch bản hấp dẫn, gay cấn nhất ở những vòng đấu còn lại của mùa giải giữa Arsenal, Liverpool và Man City, ba đội bóng mạnh nhất nước Anh ở thời điểm này.